Bao giờ anh sẽ đi Việt Nam? Tháng sau anh sẽ đi Việt Nam. Chị đã đi Mỹ khi nào? Chị đã đi Mỹ tháng trước. Cậu đã ăn bánh xèo bao giờ chưa? Rồi, tớ đã ăn bánh xèo rồi. Anh đi Vịnh Hạ Long lần nào chưa? Rồi, tôi đi Vịnh Hạ Long mấy lần rồi. Bao giờ anh sẽ đi Việt Nam? Tháng sau anh sẽ đi Việt Nam. Chị đã đi Mỹ khi nào? Chị đã đi Mỹ tháng trước. Cậu đã ăn bánh xèo bao giờ chưa? Rồi, tớ đã ăn bánh xèo rồi. Anh đi Vịnh Hạ Long lần nào chưa? Rồi, tôi đi Vịnh Hạ Long mấy lần rồi. Bao giờ anh sẽ đi Việt Nam? Tháng sau anh sẽ đi Việt Nam. Chị đã đi Mỹ khi nào? Chị đã đi Mỹ tháng trước. Cậu đã ăn bánh xèo bao giờ chưa? Rồi, tớ đã ăn bánh xèo rồi. Anh đi Vịnh Hạ Long lần nào chưa? Rồi, tôi đi Vịnh Hạ Long mấy lần rồi.